Thưa quý vị, trong đêm nay trường gió Tây Bắc khô vẫn duy trì, cộng thêm một sóng lạnh mới bổ sung nên cả miền Bắc thời tiết tiếp tục ít đến quang mây. Ngưỡng nhiệt thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc giảm xuống còn từ 8 đến 10 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng cũng như là thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ còn từ 10 đến 12 độ. Sang ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng nắng hanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở miền Bắc tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Khối không khí lạnh tăng cường, trường gió đông bắc khô cũng mở rộng xuống miền Trung, làm cho mưa ở khu vực này cũng giảm theo. Trong đêm nay và ngày mai, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở vùng ven biển, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Nam. Sang ngày mai, cả miền Trung mưa giảm xuống còn vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục ở mức rét là 19 đến 22 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi trời rét nhẹ về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày với nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ không cao từ 26 đến 31 độ. Khối không khí lạnh khô cũng ảnh hưởng tới cả các tỉnh phía Nam, vì thế đêm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa. Nền nhiệt đêm ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức thấp từ 16 đến 18 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm nhiều, trong đó rõ nhất là ở các tỉnh thành phố miền Đông, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Trong ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên trời có nắng nhưng mà không mạnh, nhiệt độ ở Tây Nguyên cao từ 27 đến 29 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là 29 đến 32 độ. Trên biển, không khí lạnh tăng cường lại nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2,25 đến 3 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh.